Chào mừng bạn đã đến với video thứ tư trong series video hướng dẫn về giao diện Flash Sam trên hệ thống iRoot. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chỉnh sửa phần header của website. Phần header của website là phần chứa các cái thông tin ví dụ như về logo, về menu hoặc là một số nút khác của website. Ví dụ như trang VN Express thì phần header của trang này là gồm có 3 thanh. Thanh thứ nhất là cái thanh trên cùng này, bao gồm các cái nút như số điện thoại và nút về mạng xã hội. Thanh thứ hai nó hiển thị logo và thanh thứ ba hiển thị cái menu bên dưới. Để chỉnh sửa được phần này thì bạn vào trang quản trị website của bạn và hãy chỉ vào phần giao diện rồi chọn phần tùy chỉnh. Ở giao diện tùy chỉnh sẽ hiển thị hai phần. Phần thứ nhất là một cái thanh công cụ phía bên trái và phần thứ hai là cái demo giao diện bên phải. Để bạn có thể chỉnh sửa trực quan hơn, bạn có thể nhìn thấy sau khi bạn chỉnh sửa. Để sửa header, bạn hãy tập trung vào cái nút header ở bên thanh công cụ bên trái. Bạn bấm vào. Khi bấm vào phần header sẽ có một cái thanh công cụ phía bên dưới của cái phần demo hiện lên. Thì cái thanh công cụ chính là phần để bạn chỉnh sửa cái header phía trên này. Ví dụ bạn có thể nhìn thấy có một cái logo này, bên cạnh logo là một nút search. Cái nút search là một cái menu và sẽ có những cái nút xung quanh đây. Nó sẽ tương tự như phía trên này. Thì để sửa bất cứ phần nào của logo, của header thì bạn hãy kích vào phần đó. Ví dụ là sửa logo, bạn bấm vào logo. Ở đây thì bạn có thể chỉnh sửa về hình ảnh của logo này, chỉnh sửa về độ dài logo, độ cách viền của logo. Hoặc là bạn chỉnh sửa phần thanh search, thanh tìm kiếm, bạn kích vào nút tìm kiếm và nó sẽ có một số thông số để bạn chỉnh sửa. Và tương tự như thế với các cái nút khác. Trường hợp bạn muốn thay đổi một số thứ trên cái thanh menu này, bạn không muốn nó hiển thị nữa thì bạn có thể kéo nó xuống phần bên dưới này. Ví dụ ở phía top 3 này, cái thanh bên trên cùng này bạn không muốn nó hiển thị phần newsletter, không muốn hiển thị về phần social icon thì bạn có thể kéo xuống bên dưới. Thì bên trên này lập tức sẽ mất đi. Hoặc là bạn muốn thêm những cái gì lên thì bạn có thể kéo từ bên dưới lên. Ví dụ một thanh search dài ở top 3, bạn kéo lên trên. Nó sẽ có một cái thanh search dài ở đây. Bạn có thể bấm vào và chỉnh sửa độ dài của nó. Thì sau đây mình sẽ chỉnh sửa hoàn thiện một cái phần header để bạn có thể theo dõi. Thứ nhất là mình sẽ thay đổi cái logo. Mình chọn một cái tệp tin hình ảnh, mình đưa vào. Đó, lập tức ở bên đây sẽ thay đổi. Cái logo này hơi to, mình sẽ cho nó nhỏ lại bằng cách là mình điều chỉnh cái độ dài của nó. Và độ cách viền thì mình để mặc định. Cái thanh search này. Và menu thì tạm thời cái website này mình không muốn để cái tài khoản của tôi thì mình sẽ kéo tài khoản của tôi xuống, kéo cái này xuống. Cái thanh tìm kiếm mình không muốn để thanh tìm kiếm dài, mình muốn để cái nút tìm kiếm ngắn ở phía bên phải của logo, mình sẽ kéo sang như này. Ở phía trên cùng cái nút HTML1 nó đang có một cái dòng tiếng Anh, mình muốn nó hiển thị tiếng Việt, mình bấm vào này và mình sẽ chỉnh sửa nó. Ví dụ là mình sẽ chỉnh sửa đây là liên hệ ngay với chúng tôi chẳng hạn, ngay với chúng tôi, số điện thoại gì đó. Đấy, thì lập tức bên trên sẽ thay đổi. Thì trước hết là mình sẽ chỉnh sửa về cái màu sắc của các cái thanh menu, các cái thanh thanh header này. Thì mình muốn phần top hit, phần header top top 3, bạn kích vào phần top 3 này, bạn quay lại phần header nhé, kích vào phần top 3 để chỉnh sửa phần top 3. Ở đây bạn có thể chỉnh sửa về màu sắc. Ví dụ mình sẽ sử dụng màu màu cam cho phần header này. Và độ cao thì mình sẽ cho ngắn lại một chút. Rồi, ok. Thứ hai là mình sẽ chỉnh cái phần header main này thì mình sẽ để yên này. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa phần menu để cho nó hiển thị thanh menu lên. Thì bạn back ra đến phần tùy chỉnh này, nó sẽ có một phần menu. Kích vào menu, bạn sẽ tạo một trình đơn. Nếu mà của bạn có trình đơn rồi thì không cần, còn đây mình sẽ tạo một trình đơn. Ví dụ là menu top menu chẳng hạn. Một là top menu, mình sẽ tạm thời thêm là trang chủ vào này. Chuyên mục thì hiện tại mình chưa có chuyên mục nào, mình sẽ thêm một vài cái. Để thêm chuyên mục thì bạn vào phần chuyên mục này.
thêm thêm trang thì bạn vào trang, tương tự như các cái phần khác. Thì mình chưa có phần nào, mình sẽ thêm một cái link tùy chỉnh ở đây. Ví dụ như mình sẽ thêm một cái là giới thiệu, cái là liên hệ. Phần ở trên này đừng link nhé, mình chưa có link nên mình cứ tạm để là thăng. Một cái nữa là sản phẩm. Rồi. Ở đây sau khi bạn tạo menu xong, ở bên dưới này nó sẽ có các phần để bạn tích vào để đưa menu vào các phần như ý muốn này. Ví dụ top 3 menu là thanh menu ở trên này, main menu là thanh menu chính này, main menu đối với mobile này. Ok, sau khi chọn xong bạn hãy lưu lại. Rồi, như bạn thấy là cái thanh menu ở trên website nó đã thay đổi. Thì tương tự như các cái phần tôi vừa chỉnh sửa, bạn có thể chỉnh sửa thêm cho cái thanh header của bạn có thể được như ý muốn và nó có thể đẹp hơn. Chúc bạn thành công.